Rồi bây giờ là tới cái nhiệt ẩm kế Xiaomi. Mã dính ghi gì đây nè? Nội dung hàng, tổng số lượng sản phẩm là 1. Và 1 là ẩm kế Xiaomi Mi Gia Gen 2. Nhiệt ẩm kế Xiaomi Mi Gia Gen 2 gì 2 gì quá trời rồi. Chúc mình cũng thể so sánh nó với mấy cái nhiệt ẩm kế cũ của mình. Cái gói rất là đơn giản luôn. Đấy, chỉ có một cái miếng đèn hạt tâm, rồi quấn xung quanh cái hộp là xong. Rất là nhỏ gọn luôn nha các bạn. Ở bên ngoài có cái logo của Xiaomi nè. Cái logo này là của gì trời? Mi hả? Rồi chữ tiếng Trung mình không có đọc được. Rất là nhiều chữ. Có kết nối Bluetooth đây nè. Nhìn cái hộp khá đẹp luôn nha các bạn. Rồi cụ thôi. Không biết có tặng pin không đây nữa. Đây có cái hướng dẫn sử dụng nè. Cái hộp bên trong cũng đẹp luôn. Wow, hướng dẫn sử dụng nè. Mà toàn là tiếng Trung thôi các bạn ơi. Không có một chút tiếng Anh nào hết. Nhìn ở trên mạng á, mình tưởng đâu nó cũng bự lắm chứ, ai nhè đâu nó nhỏ xíu các bạn à. Nó nhỏ trời ơi, nó còn ngắn hơn cái nhiệt ẩm kế cũ của mình nữa nè. Trời ơi, nó dữ ta. Nhưng mà nó hình vuông chứ không có hình chữ nhật như cái này. Nhìn nó khá là đẹp luôn nha các bạn. Nhưng mà mình không có nhìn thấy cái logo của Xiaomi trên đây. Ở phía sau nó có mấy cái chữ nè. Như rút cái này ra là nó sẽ chạy đó. Rồi rút thôi. Đây. Nó đang hiện là 33,7 độ C và 67%. Đây mình cho các bạn so sánh với hai cái nhiệt xe cũ của mình nha. Hai cái nhiệt ẩm kế cũ của mình nè. Thì là 68, độ ẩm là 68, nhiệt độ thì 31 độ 6, còn cái kia nhiệt độ nó đến 33 độ 6 lận, trên là tính 2 độ nha các bạn. Rồi mình sẽ theo dõi nó một thời gian coi làm sao. Sau khi mình ngồi mình chờ khoảng 10 phút á, thì nhiệt độ của cái thằng Xiaomi nó cao hơn của hàng này là 0,8 độ C các bạn ạ. Sau 3 ngày sử dụng thì mình thấy là cái nhiệt ẩm kế này khá là ok. Nhiệt độ chênh lệch nhiều nhất so với hai cái nhiệt ẩm kế cũ của mình là 0,3 độ C. Có những lúc mình thấy là nhiệt độ của ba cái nó giống hệt nhau luôn. Như lúc này đây mình chụp được nè. Độ ẩm thì chênh lệch nhau nhiều nhất là 3%. Rồi cũng có những lúc độ ẩm chỉ chênh lệch nhau có 1% thôi. Như lúc này nè, các bạn thấy ghê chưa? Hai cái màu đen á là mình mua cùng một chỗ, cùng một cửa hàng. Nhưng mà cùng hãng hay không thì mình không có chắc. Còn cái màu trắng á thì chắc chắn là nó sẽ khác hẳn với hai cái màu đen rồi. Vậy mà nhiệt độ với độ ẩm của ba cái nó lại tương đương với nhau á, thì mình thấy mấy cái này khá là ok đó.
Nhưng mà mình thấy nó ok không hoàn toàn là vì nó ít trên là thông số với hai cái nhiệm kế cũ của mình đâu, mà mình có cái dụng cụ khác chuẩn hơn để mà đo nhiệt độ. Hôm nào rảnh á, thì mình sẽ nói sâu hơn về cái dụng cụ đó ha. Có điều ba cái nhiệm kế này á, nó phản ứng khá là chậm với sự thay đổi nhiệt độ các bạn ạ. Lắp pin vào rồi á thì phải chờ một lúc lâu nó mới thể hiện chính xác nhiệt độ phòng. Xài cái nhiệt ẩm kế Xiaomi này á mà để đo nhiệt độ cho hồ ốc thì khá là tốt, nhưng mà xài cho những cái hồ ốc có độ ẩm không có cao như là hồ ốc không đậy nắp á, thì được. Chứ mà cái hồ ốc đậy nắp độ ẩm cao như cái hồ ốc của mình á thì có thể là nó sẽ hư sớm á, tại vì cái thiết bị này không có được chống nước đâu nha các bạn. Nhưng mà nếu các bạn chỉ để trong hồ ốc vài tiếng để coi coi là cái độ ẩm trong một thời điểm nào đó nó như thế nào rồi các bạn lấy ra thì không sao đâu, còn mà để luôn ở trong đó thì không được đâu nha. Nếu mà các bạn muốn có một cái thiết bị á, mà có thể đo luôn cái độ ẩm của những cái hồ ốc có cái độ ẩm cao thì ở trên thị trường có một cái loại nhiệt ẩm kế khác, cái kiểu của nó khác so với ba cái này. Mình chưa thử kết nối Bluetooth tại vì là phải cài cái ứng dụng Xiaomi thì mới kết nối được, mà mình không thích ứng dụng của China, với lại mình thấy cũng không có cần thiết nữa. Thực sự thì mình cũng không thích hàng China lắm đâu các bạn, nhưng mà cái thằng nhiệt ẩm kế này á là cái sản phẩm của thương hiệu lớn và rẻ nhất trong tầm giá rồi đó. Bây giờ thì mình đang ngắm tới một cái nhiệt ẩm kế của Đức nhưng mà giá hơi cao một chút nên mình chưa có rước về được, để khi nào mà có điều kiện mình sẽ rước nó về rồi review cho các bạn xem. Mình đọc trong cái tờ đây, mình đọc trong cái tờ hướng dẫn nè, mình thì cũng không có biết tiếng Trung đâu các bạn à, nhưng mà mình xài Google dịch á. Thì đây, cái nhiệm kế này nó có một cái chức năng rất là hay, tức là nó báo pin yếu các bạn, tức là khi pin mình nó gần nó sắp hết rồi nó sẽ báo cho các bạn, nó sẽ hiển thị một cái cục pin ngay đây nè để mà chúng ta thay kịp thời. Chứ còn cái nhiệm kế này của mình thì nó không có báo pin yếu nha các bạn, cái này cái màu đen là không báo pin yếu nha. À, một điểm khá là hay á. Còn mà cái mặt, cái vụ mà cái mặt cười nè, cái mặt cười này á thì đây nó có cái bảng nè, là cái mặt này chỉ cười trong một khoảng duy nhất là khoảng này nè, lúc đó là nhiệt độ là nó phải lớn hơn hoặc bằng 19 độ C và bé hơn hoặc bằng 27 độ C, còn độ ẩm là phải là lớn hơn hoặc bằng 20% và bé hơn hoặc bằng 85% thì lúc đó cái mặt nó mới cười nha các bạn. Còn tất cả những trường hợp còn lại là cái mặt đều buồn hết, thấy không? Bởi vậy hôm bữa giờ mình xài 3 ngày mà cái lúc nào mình cũng thấy cái mặt này nó buồn hết trơn các bạn. Tại nhiệt độ của trong nhà của mình thường là nó cao hơn 27. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái cục pin của nó ra cho các bạn coi thử ha. Coi nó xài pin gì ha. Thì nó khá là cứng nha các bạn. Tháo nó khá là cứng nè, tháo mà mòn móng luôn nè. Tháo chỗ này nè. Rồi thêm chỗ này nữa mới tháo được nè. Cứng quá các bạn ơi. Rồi. Đây là cục pin nè. Ở trong đây có nút reset nữa hả ta? Thì cục pin của nó xài là cục pin CR2032 nha các bạn. Khi các bạn muốn thay pin thì các bạn lên Shopee hay đâu đó các bạn gõ cụm từ là CR2032 là các bạn mua được cục pin này. Còn cái nhiệt ẩm kế này của mình thì nó xài pin pin nhỏ các bạn, pin nhỏ hơn. Đây. Pin của thằng này là pin LR44 nha các bạn. Pin này là pin LR44 nè. Ngay dưới chữ mắc xe các bạn thấy không? Và cái này có một điểm hay nữa là nó có cái móc treo các bạn. Nè, chỗ này nè. Mình có thể gắn một sợi dây vô đây nè. Chỗ này nè. Gắn sợi dây vô xong rồi mình sẽ gắn lại như thế này. Ốp lại. Là nó có thể treo được nha các bạn. Treo toàn đen lên. Và nhà sản xuất còn phát cho chúng ta một cái miếng băng keo hai mặt. Này. Các bạn lột ra là các bạn có thể dán cái này lên trên hộp kính hoặc là ở đâu đó của mình thì mình không có xài các bạn à.
tại vì dán nó vô như vậy á, thì mai mốt thay pin nó sẽ bất tiện, cho nên mình để như thế này mình xài thôi, chứ không có xài cục này chi. Tóm lại thì về thẩm mỹ mình chấm cái con gì cẩm kế này là 9 trên 10 điểm. Còn về công dụng á thì mình chấm nó 8 trên 10 điểm thôi. Qua video này mình cũng rất là cảm ơn bạn Vinny đã giới thiệu cái những cái Xiaomi cho mình nha. Mai mốt á, bạn nào có biết cái sản phẩm gì hay hay cho ốc xài á thì các bạn cứ để lại bình luận. Khi nào mình có điều kiện thì mình sẽ mua về rồi test cho các bạn coi ha. Video của mình hôm nay đến đây thôi ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha.